Hôm nay hãy để Dr. Ngát mách với bạn những lưu ý khi sử dụng BHA để tránh bị kích ứng và đạt hiệu quả tối ưu nhất nhé. Đầu tiên, các bạn phải lựa chọn nồng độ phù hợp. Nồng độ 1% phù hợp với những ai có làn da nhạy cảm, sử dụng BHA lần đầu. Nồng độ 2%, nồng độ này hiệu quả cao nhất cho da. Khi mới dùng, da hơi chăm chít và khó chịu. Hiện tượng này giảm dần khi da đã quen với BHA. Nồng độ 4% chỉ khuyên dùng từ 1 đến 2 lần, một tuần và áp dụng cho da khỏe mạnh. Thứ hai, các bạn nhớ dùng thử trên da trước khi thoa lên toàn mặt nhé. Nên bắt đầu dùng BHA với vùng da nhỏ hoặc vùng da cần điều trị muộn trước. Nếu không có phản ứng gì thì mới bắt đầu sử dụng cho toàn mặt. Các vùng da có cấu trúc gần giống với da mặt như vùng da trước tay, vùng da ở mặt trong của cánh tay. Thứ ba, sử dụng BHA ở tần suất thấp và liều thấp. Mới bắt đầu dùng nên kiểm tra trên một vùng da nhỏ với tần suất một lần một tuần. Sau 3 tuần, có thể tăng dần tần suất lên 2-3 lần một tuần, rồi lên 2-4 lần một tuần. Lưu ý, da nhạy cảm chỉ nên dùng một lần một tuần và chỉ tăng tần suất sau khi đã tham khảo ý kiến bác sĩ. Thứ tư, các sản phẩm không nên dùng chung với BHA. Không nên dùng BHA với retinoid vì có thể tăng nguy cơ nhạy cảm quá mức, kích ứng da và làm vô hiệu hóa hiệu quả của hoạt chất. Không nên dùng BHA chung với vitamin C vì sẽ làm mất đi tính ổn định BHA và khiến hoạt chất này hoàn toàn mất đi tác dụng. Và cuối cùng là một số lưu ý khác khi các bạn sử dụng BHA. Trong khi đang sử dụng BHA, nên dùng kem chống nắng vào ban ngày và che chắn kỹ khi ra đường. Lưu ý không dùng BHA cho làn da khô. Tình trạng da khô và bong tróc khi dùng BHA sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn.